Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, giá vàng thế giới rạng sáng nay tiếp đà giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 4,5 đô la Mỹ xuống 1.908,2 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới đã phải vật lộn để không bị lao dốc khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hơn dự kiến vào tháng trước. Cụ thể, CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và CPI cốt lõi tăng 4,3% trong cùng kỳ. Các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng dữ liệu lạm phát mới nhất đang khiến thị trường tính đến việc tăng lãi suất hơn nữa vào cuối năm. Một dấu hiệu tích cực với thị trường vàng là báo cáo sơ bộ mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhu cầu vàng của Ngân hàng Trung ương tiếp tục thống trị thị trường kim loại quý. Theo nhiều nhà phân tích, đây là một trong những yếu tố lớn nhất hỗ trợ giá trong môi trường phức tạp khi lãi suất trái phiếu tăng và sự bền bỉ của đồng đô la Mỹ. Trong nước, giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh, giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều, xuống lần lượt 67,95 triệu đồng trên một lượng mua vào và 68,75 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội, giảm 150.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng nay. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ. Trong phiên giao dịch sáng nay, tỷ số đô la Mỹ Index tăng 0,05%, đạt mốc 104,76 điểm. Đồng đô la Mỹ ổn định trong phiên giao dịch vừa qua sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát tăng trong tháng 8 nhưng không làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,22% xuống 1,073 đô la Mỹ so với đồng bạc xanh trước thông báo chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thứ gì chúng nhiều tiền nhiều tiền? Đất tài thanh, chào thanh thông độ, bé bồng anh. Chúng giải 1 tỷ, chính giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.